cũng rất nhớ đến những cuộc gặp này. Một lần nữa xin cảm ơn phía Việt Nam đã đón tiếp tôi rất lòng người. Rất vui được tiếp đồng chí tại Moscow. Và rất mong muốn đón quý vị nhiều lần. Và chúng tôi cũng rất mong muốn đón quý vị nhiều lần. Помню, как тепло вы меня принимали в июне в Ханое. И так настоящие друзья принимают. И уверен, что результаты визита в Ханое, безусловно, пойдут на пользу развития нашего межгосударственного союза. Và tôi chắc rằng là kết quả chuyến thăm Hà Nội của tôi sẽ góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước chúng ta. Я прошу передать мои самые наилучшие пожелания президенту товарищу Тулам. Tôi xin gửi lời thăm tốt đẹp nhất của tôi cho đồng chí Tô Lâm. Надеюсь, что он сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятии БРИКС в формате АУТО. Và tôi hy vọng đồng chí Tô Lâm sẽ có thể đến dự hội nghị cấp cao BRICS Outreach theo lời mời của tôi. Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Tôi được biết là gần đây cái bão lớn đã đến Việt Nam. Примите, пожалуйста, искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия. Và tôi cũng xin chưa buồn về những thiệt hại lớn do bão này gây ra. У вас большая программа в России. Đồng chí có chương trình nghị sự rất là phong phú tại Nga. Очень рад вас. Tôi rất vui được đón tiếp đồng chí tại Nga.